Kinh Lăng Nghiêm Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Ma Chướng Trên Đường Tu Tập Hành Ấm A à, Trạng Thái Tâm Lý Trước Khi Vào Cảnh Giới Hành Ấm Kinh Văn A à, Nan Bỉ Thiện Nam Tử Tu Tam Ma Đề Tưởng Ấm Tận Giả Thị Nhân Bình Thường Mộng Tưởng Tiêu Diệt Ngộ Mị Hằng Nhất Giác Minh Hư Tĩnh Do Như Tình Không Vô Phục Thô Trọng Tiền Trần Ảnh Sự Quán chư thế gian đại địa hà sơn như cảnh giám minh lai vô sở niêm quá vô tung tích hư thọ chiếu ứng liễu võng trần tập duy nhất tinh chân. Việt dịch A nan thiện nam tử kia tu pháp tam ma đề, tưởng ấm đã tiêu dung, mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn, ngủ thức đồng một thể. Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không còn những tướng tiền trần thô trọng, xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, như lòng gương sáng, ảnh hiện không dính mắc, đi không lưu lại dấu vết, thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ, thuần nhất chân tánh tinh anh rằng a nam thiện nam tử kia tu pháp tam ma đề thiện nam tử nào đề cập ở đây chính là người đang nỗ lực trong công phu hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình phản văn văn tự tánh là người đang tu tập thủ lăng nghiêm đại định và chính xác ai là người này đơn giản là bất kỳ người nào đang tu tập tránh định thiện nam tử ở đây là không chỉ đề cập đến một cá nhân riêng biệt nào cũng không phải là một danh xưng độc nhất nếu quý vị là người đang tu hành thì tên gọi đó là dành cho quý vị nếu tôi là người đang tu hành thì danh hiệu đó dành cho tôi nếu cô ấy ông ấy đang tu tập thì nó dành cho cô ấy bà ấy mọi người đều có thể nhận lấy tên gọi ấy, đó là các ông đều có tên gọi đó nếu tự xét mình là người có công phu tu tập. Còn nếu không tu tập thì ngược lại, việc đó hoàn toàn hợp lý, đó là người đang tu pháp tam ma đề. Tu có nghĩa là siêng năng tọa thiền không ăn nhiều bữa trong ngày, chủ yếu là tọa thiền nghe giảng kinh học Phật Pháp. Tu tập điều gì? Đó là tu tập định lực, Tu tập định lực là sao? Chủ yếu là ở tọa thiền, định lực phát sanh do việc trì giới. Khi chúng ta đã thọ giới rồi thì phải giữ giới cho tinh nghiêm, đừng bao giờ vướng vào việc dâm dục. Nam giới phải theo quy củ phép tắc của nam, nữ phải giữ phép tắc quy củ của nữ. Như Quan Công, một danh tướng thời Tam Quốc, ông ta trung thành với vợ mình suốt đời, ông ta không bao giờ đến gần người đàn bà khác. Các ông có thấy khuôn mặt đỏ của ông ta không, nó chứng tỏ chất chính khí hào hiệp nơi ông. Bây giờ quý vị đã thọ giới, tôi muốn nói với quý vị là phải giữ lòng trung thành với ý trung nhân của mình, đừng có vướng mắc vào sự ham muốn nhiều vợ nhiều chồng, rồi tìm kiếm bạn tình khắp nơi, đừng nên hủy phạm giới luật, nên tuân thủ mọi quy củ hành xử một cách quang minh chính đại, chỉ có cách ấy mới đạt được định lực sau khi thọ giới quý vị mới nên tu định tu định rồi sẽ đạt được định lực có định lực thì có được năng lực trí huệ